Chào mấy ông, hôm nay chúng ta đến với chuyên mục mà chả quan tâm, với chính là tôi sẽ gôn con cờ. Thật ra hay tôi định skip cho Alex Kino, mommy cực kỳ keo hì và ba lần của tôi, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó nhé, game nó tạo ra một cái con mà furry, bởi vì đây là cò, ngực to, áo dài, quần tắc, cặp kính, tóc xõa, có thể là của mấy ông nó khác, nhưng mà what the fuck, cả hội tụ của một waifu tập trung vào một cái con cò. Trong khi tôi đang tự hỏi thằng nào mình có phải là mình furry gắt không, và tôi chợt nhận ngay rằng đó cháp không phải là gay, bởi vì nếu cháp thích những thứ giống phụ nữ thì cháp không phải là gay. Thế cho nên nếu mà tôi thích con cò này vì nó giống con gái thì tôi không phải là một thằng furry. À không, gái anime tai hú cũng được tính là furry rồi, bỏ vấn đề đó đi. Hiện tại tôi đang không có bảo hiểm không gì cả. Trong cái video này nếu mà tôi gon lợp, tôi sẽ ngồi tôi chai hát cho đến khi hết cái banner con cò này thì thôi, chừng nào nó hết đó nha. Tôi cũng hơi muộn á, tôi đã phải kìm con hú trong người tôi đợi đến cái mức mà ta đợt ngày mới hết rồi. Quái banner tiếp theo là con gì vậy anh em? Phiên bản Genshin hiện tại đang là phiên bản máy vậy, the fuck. Nếu mà phiên bản tiếp theo là Alex Kino thì tôi sẽ suy nghĩ lại nha. Tại vì mấy ông thấy cái cảnh tôi gon nghe đàn Shogun này đó, tôi chơi vì gái chứ không phải chơi vì meta đâu. Phiên bản tiếp theo là tướng gì vậy, tôi đi hỏi cái. Tôi vừa có thông tin đó chính là Chiyogi, Ito, Kazuha và Neuvillette. Mấy ông có thấy gì không? Ba thằng đực ngựa skip, một đứa loli. À, ra không đó loli lắm nhưng mà không hợp của tôi, skip. Của tôi là họ săn thú bà, thành ra là chúng ta sẽ yes, không có thứ gì có cản trở chúng ta quay con này trong banner tiếp theo. Let's fucking go, cha cha già luôn cho nhanh cái hết video nè. Mong là ra Megamin có đỉnh vậy, tại vì tôi ăn hiếu đúng Megamin ba cò hợp lý. Let's go, bây giờ tôi hứng rồi. Nồi anh xe sáu chưa? Let's go, baby. Cái đợt sao nó lại như này? Let's fucking go. Thấy đéo nào nó đây không? Hai thằng Megamin. Không sao, chúng ta còn X10. Daizobu. Daizobu. Oh shit. Rồi cái pha này mà nó lạc thì thôi. Mấy em biết nhầm, mấy thằng chơi cờ bạc nó đều bỏ cuộc trước khi hắn động. Chúng ta ít một. Không, chỉ có mấy thằng bơi đời nó mới ít một thôi. Đây, fucking go. Sao lại không nhỉ? Sao lại không nhỉ? Thì có mấy bạn gái cho tao. Đừng 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 lắm, đừng đào tìm cái giấy mất đây, đào tìm hết. Ôi trời, đang nghe gì chưa? Người không chơi không bao giờ hắn, ok chưa? Giờ chúng ta đã có được một mommy có đủ tất cả hội tụ của một best waifu nằm trong một con cò. Tôi không phải là furry, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là một con người bình thường, ok chưa? Con cò này nó sẽ có một cái, chắc là tôi sẽ làm cái video vui con cò và tôi sẽ nói rõ về cái bộ kỹ năng của nó nhỉ. Tôi nói trước là tôi không phải gon được ngoại hình đâu nhá, tôi là một người chơi meta và có nghiên cứu chứ không phải là vì mấy cái lý do dở đâu. Không phải là vì cuối banner tôi không kìm lòng nổi đâu, mấy ông đừng có hiểu nhầm thôi.